Đi mập. Đi mập. Oh no. Cút coi. Để ủng hộ mình bằng cách là nhấn đăng ký kênh mình và bật thông báo tất cả cho kênh mình và cảm ơn mọi người trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi với tựa game Crab chứ không phải cái tựa game Bonfire Hà Não của Siri lần trước nữa. Và hôm nay mình sẽ đóng vai anh chàng mặt cọc. Mặt cọc nha. Đóng đập một lại là. Ok, mình sẽ vào vai anh chàng mặt cọc và đấu lại với Đĩ Mập. Đâu? Làm gì trước tiên đây? À, thằng này hướng dẫn bạn. Rất quen nó hướng dẫn thôi. Đây, móc vô. À, chơi cái tựa game này cũng khá dễ mà. Đâu rồi? Không nữa. Rồi, mình sẽ làm một cái lưới cá mà. Lưới cá, lưới cá. Để đâu chỗ nào khác không? Phải bắt buộc phải để ở giữa vậy. Đập. Ấn vô. Sản xuất. Tạo ra. Hơi quên tốc độ lên chứ. Miễn phí. Ngon. Rồi. Ok. Cái mặt đĩ mập đó, nó đi vòng vòng, nó chờ mình xuống rồi. Cái đấy, anh mặt cọc đây. Đấy là nhân vật mặt cọc của mình. Lấy. Ừ. Làm gì đây? À. Ván nước nè, hứng nước. Mình không biết cái này là hứng nước hay là WC nữa các bạn. Khi mấy bạn mắc quá mấy bạn ngồi lên cũng được. Vậy vậy. Chai nhựa. Chai nhựa everywhere. Nên mình có lụm này ngon. Lụm. Ủa. Không có lụm này nghe mà. Lụm liền ngon. Thấy chưa? Mình lụm là nó có chai nhựa vậy. Mình sẽ tạo uống nước. Uống vô rồi tiểu ra cũng như không. Rồi mình sẽ móc nước. Móc vô. Móc đĩ mập vô. Rồi. Sẽ tạo gì nữa đây? Như hoàn thành rồi bạn. Mở rộng bè, mình sẽ đập bè lên bạn. Ý không phải là đập mà là mở rộng bè đó. Nâng cấp đó, nâng cấp người ta gọi là đập. Bịch. Biết đĩ mập nó không biết nó cắn bè của mình đúng không bạn? Ý. Đây. Mình sẽ làm cho nó rộng rộng rã xíu mà. Có nghĩa nó đang xây cơ mà. Cái thằng lâu em nón cái này. Để đây đi. Rồi. Tao biết rồi. Tốc độ lên. Ồ. Không cần. Từ từ mình sẽ làm cái thuyền nó rộng rộng ra xíu. Ủa có thang mấy bạn. Ngon. Mình sẽ làm thêm. Con đi tới đi. Đi. Nó không cho mình làm. Khốn nạn. Chèo thuyền. Vô cái hòn đảo. Đảo kẻ. Đấy vô. Quảng cao cơ ta không có mua đâu. Đó. Đấy, càng cua nữa. Về nhà. Vậy thôi đó. Rồi mình sẽ làm một cái lửa chạy. Tại vì sắp tối rồi. Nó vào mình đó. Đây. Ngon. Không, mình sẽ đặt ở nơi ấm cúng. Đây đi. Đây. Đấy, ngon luôn. Bên kia có gì vậy bạn? Mình từ từ mình sẽ đi khám phá. Sữa. Này là gì á? À, mình sẽ rìu, làm rìu với tấm kim loại. Xà beng nữa bạn. Rìu đi. Có nào làm được không? Cái gì tấm kim loại này chắc cần tấm kim loại. Rìu làm được không này? Xà beng làm được. Đây map mở. Trước mặt mình có nè bạn. Ok hiểu rồi. Này không, chưa coi đâu, không cần nên coi. Mình sẽ mở rộng bè ra bạn.
bè đâu nha. Đây, cái bờ nó rộng ra một chút xíu, mình sẽ làm một cái tầng trên. Cầu thang các bạn, thang kim loại gõ đi, gõ đi cho nó được. Cái mái á, leo lên vậy thôi. Ồ, mình muốn làm cái mái, khoan từ từ. Thì cột, à cái cột, mình phải làm cột nhà, mình phải làm cột nhà. Cột. Đây, đây, đây. Mình cũng chưa cần thiết làm cái cột đó vậy. Mình quăng đại cột nó đây đi nha. Sẽ được làm được cái đấy, không phải quên mình sẽ làm được cái gỗ nền tảng chứ, đúng không? Gỗ nền tảng đây thôi. Ok, mình sẽ đi qua bên kia thử vậy. Không, mình sẽ chờ ở kia. Cái này cái ráp chưa xong nữa. Mình sẽ làm nhanh lên. Ok, mình sẽ có một cái được một cái tạo rồi. Đâu cần tạo đâu. Ủa, bao nhiêu đâu à, không cần vậy. Mình sẽ lấy thu thập gỗ. Ô, mở rồi. À, mình được mở. Come on. Kì ngon ngon. Ừ. Mẹ. Kiếm chó vậy. Kiếm mẹ. Đây, có cái hộp gì đây nè. Đục, hòn đá má. À, cái này phải cần pin. Pin với lại cái gì á. Mình thì chưa kiếm ra. Nhiều dòng coi có gì không. Nóng. Mình sẽ về. Về. Về qua chơi đi mập tự. Đi mập. Đi mập. Cút mấy mẹ mày. Cắn đi chơi khô máu mày luôn giờ. Cút về. Mà mình sẽ đâu rồi, mình sẽ tiếp tục xây cái gỗ nền tảng của mình. Đây. Đâu để mập nữa hả? Cút rồi, cút. Nó cắn muốn hư luôn mấy để mập. Lỗ để mập mà không có cái kia bạn, mình sẽ chế tạo kia sau. Đấy, nhà mình dài dài. Mình sẽ là xây rộng thêm xíu nữa. Móc cái này vô coi. Vô. Đấy, đây rộng thêm. Đấy được không? Rồi, quá được luôn á. Ok, mình sẽ xây cái tường. Ủa, tường hai cái luôn mà giờ còn hai cái. Ok, mình sẽ móc thêm gỗ rồi skip qua đằng này. Đủ làm tường không em? Không, mình chưa đủ để làm hết full hết tường rồi. Này. Hết. Hết gì mẹ? Hết rồi, hết. Mình cần thêm gỗ. Đây, mấy cái thùng này rất là hữu ích.
có gỗ, có tùm lum thứ. Đây, có đá. Ngon. Ủa, mình được ba kia rồi. Ok, mình sẽ xây cái. Mới vô nữa mình làm cầu thang lên rồi. Vãi thiệt. Ồ, oh, có view đã thiệt đẹp không? Nhảy quá không được, ừ, té chết. Mình sẽ xây cái hai cái cửa sổ thiệt đẹp. Rồi còn 4 cái à kìa. Bỏ mày. Ôi, 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 ôi. Má, điểm mập nó lên nó cắn đó. Té là điểm mập nó lên nó cắn đó. Như có bão, có bão. Giờ mình cũng chưa nên xây mấy cái này đâu bạn. Mình xây cửa sổ vui vui vậy thôi á. Mình chủ yếu mình muốn xây tầng lầu. Đây. Ăn, ăn. Đó, đó. Rồi, đây. Sử dụng. Bắt cá chứ quên bắt cá. Đây, bắt cá đây. Được. Ok, bắt cá. Đây. Đó rồi. Ồ. Được, được, được. Ok. Và cái này mình cũng khá là khó kiếm mà, ba cái mảnh này nè. Và mình làm được một cái đài quan sát và một ít và làm được đài quan sát con đĩ mập này nè. Mình sẽ đưa mình tiếp. Cái này từ từ. Này cần gì? Không. Này chứ. Đây. Nó cần tới cái này là gì á? Không biết. Tạo ra. Ồ. Ba gỗ mày, ba gỗ. Đây đây đây. Lâm. Đấy, ba gỗ. Ok, tập này mình chơi đến đây thôi và mấy bạn có thể nhìn cái nhà của mình. Đây, mấy bạn có thể ục má đĩ mập vô nữa. Rồi. Đĩ mập. Đây. Cái nhà của mình. Đây là xung quanh nhà mình. Cũng khá là được. Đây là mình có cái đài quan sát xung quanh nè. Mình sẽ làm một tầng nhà nữa và trong tập sau, trong cái lúc mà nếu như là chưa qua tập 6 thì mình sẽ làm đầy đủ lại. Ok. Tập sau mình có thể mình sẽ khám phá vòng vòng đây này. Hẹn mọi người trở lại vào tập sau nha. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy đăng ký và like chia sẻ cho mình nhé. Hẹn gặp lại các video sau. Cảm ơn các bạn. Bye bye.